Ngày 27 tháng 2 năm 2024, tại thành phố Hồ Chí Minh, mạng lưới lãnh đạo trẻ Australia Việt Nam có tên viết tắt là AVYS đã được ra mắt. Đây là mạng lưới dành cho các doanh nhân, những người quan tâm đến kinh tế, các nhà quản lý đến từ cả hai thị trường Việt Nam và Úc muốn mở rộng phạm vi phát triển của mình. Mạng lưới AVYS với sự hỗ trợ của chính phủ Úc sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trẻ tại hai nước. Các doanh nghiệp khi tham gia vào trong tổ chức của AVYX sẽ được hỗ trợ hai việc. Thứ nhất là hỗ trợ về các công việc của chính phủ, các thông tin về việc đầu tư vào các bang như là Victoria hoặc Queensland hoặc các bang khác sẽ được chính phủ Úc hỗ trợ và cung cấp các thông tin đầy đủ để doanh nghiệp hiểu hơn các quy trình đầu tư, các nguồn lực cần thiết. Và ngược lại, ở đầu Việt Nam thì các doanh nghiệp ở Úc muốn đầu tư vào Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ các thông tin. Ngoài ra thì ngoài cái việc hỗ trợ của các chính phủ ở Việt Nam và Úc thì các doanh nghiệp còn được hỗ trợ bởi các nguồn lực như kết nối với các nguồn lực về luật, về nhân sự, về tài chính, về marketing và hỗ trợ các doanh nghiệp có khi mà set up các công ty ở tại Việt Nam và Úc thì sẽ có nhiều nguồn lực để có thể thực thi được vấn đề này. Với phương châm xây dựng tương lai kết nối biên giới, AVYS ra đời nhằm giúp thúc đẩy sự phát triển bền vững mối quan hệ giữa Việt Nam và Úc, trong đó việc duy trì các hoạt động sôi nổi của cộng đồng lãnh đạo trẻ cho việc hợp tác vượt biên giới, phát triển con người, trao đổi văn hóa doanh nghiệp, khởi nghiệp là rất cần thiết. Mạng lưới này dự kiến sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của những nhà lãnh đạo trẻ và thúc đẩy một văn hóa đổi mới. Úc và Việt Nam có mối quan hệ kinh tế bền vững, đa dạng và bổ sung cho nhau. Mối quan hệ của chúng ta bắt nguồn từ niềm tin chính trị vốn đã phát triển thành một trong những kết nối quan trọng, đa dạng và tăng tiến của chúng ta ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Tôi mong muốn sẽ được thấy AVYS đóng vai trò vào các mạng lưới tập trung, vào các ngành công nghiệp mạnh hơn và đổi mới thông qua việc khởi nghiệp và đầu tư. Dù Việt Nam đang là đối tác lớn thứ 12 của Úc, nhưng nhiều doanh nghiệp trẻ vẫn gặp nhiều sự bỡ ngỡ khó khăn trong việc tiếp cận thị trường. Sự xuất hiện của AVYS được kỳ vọng sẽ là cầu nối giúp các doanh nghiệp gỡ khó trong việc tham gia thị trường đầy tiềm năng này. Cái khó khăn của mình đầu tiên đó là cái văn hóa doanh nghiệp và văn hóa về đất nước. Đối với doanh nghiệp văn hóa Úc nhé, khi làm việc thì họ làm việc theo quy trình. Còn đối với Việt Nam thì là mình flexible hơn, mình đáp ứng mọi lúc, mọi nơi, bất kể thời gian nào. Còn đối với bên Úc thì là họ cứ đeo đúng quy trình của họ mà họ làm thì nó sẽ bị khớp cái văn hóa làm việc đấy thôi. Hiện nay AVYX sẽ hỗ trợ 4 mảng. Thứ nhất là mảng về khởi nghiệp và đầu tư. Mảng thứ hai là mảng về business culture, là văn hóa kinh doanh. Và mảng thứ ba là mảng về phát triển con người. Thì AVYX sẽ hỗ trợ để kết nối với các trường đại học, để hỗ trợ các cái khóa học về nâng cao, về tay nghề cũng như là kỹ năng về mặt nghề nghiệp. Cũng như hỗ trợ cho các doanh nhân hoặc là những cá nhân xuất sắc, lãnh đạo trẻ có thể mở rộng cái hiểu biết của mình tại thị trường Việt Nam hoặc thị trường của Úc. Và ngoài ra thì AVYX còn kết nối các nguồn lực như là các đối tác, các doanh nghiệp hoặc là các cộng đồng doanh nhân để các member hoặc là các thành viên của AVYX có thể mở rộng mạng lưới của mình và kết nối xây dựng kinh doanh tại Việt Nam và Úc.